À, xin mời các bạn đến với set thứ hai. Đi trước màn hình của Đại Lâm là tem của anh Thảo, trẻ tên anh. Còn bên kia là tem của ca sĩ Bùi Vũ đến từ Bình Dương, do Tiến Đen, Đức Từ Thiện, Lê Văn Liện, Liên Trẻ và Khang Trình Hai. Set 1 là Tiến Đen thắng 15-13 nha các bạn. Để Phú Mỹ qua cả cái mép gì không để cái cảng nội địa nên thấy không để cả nội địa để họ 51 mình á điều khoảng một cây bên tay trái là cái nhà thờ, bên tay trái á nhà thờ Hải Sơn là sân banh kế nhà thờ luôn. Nói chung qua qua cảng cái mép cây hai cây là tới hai bên cảng mình đi ra thì bên tay trái để cái đời em Thảo hai. Ông chụp như ngay quốc lộ tranh rẽ vô cái bên à. Sang bên à. Nhà thằng Hải Sơn. Hải Sơn. Đi với mình trong phần 6 anh. Mình đi ra đây là bên tay trái á. Đi với mình trong phần 6. Điểm. Cho đội Thái hai điều. Hải Sơn. Đó. Khoảng 4 cây nó mới tới 10 bàn. Cái sân nữa đó. Còn 4 cây mới tới 10 bàn hả bài. Cái từ đội bài. Đội bài nghe nhà anh mừng. Hỏi bài. Hỏi bài. Nhà 10 cái sân này từ xuống một tí nữa. Chạy xuống chạy xuống hay nằm trên đây. Nói chung là mình Sài Gòn đi ra nè là khoảng 4 cây mới tới. Điểm cho đội Thảo. 4 cây nó mới tới. Vậy nó vừa qua cái cảng nội địa để cái chữ cảng nội địa chờ bá bên tay phải luôn á, qua cảng nội địa đi cây tới mà bên trái á. Biết đang đâu. Một ba là cái rất phép của đội Thái. Điểm cho đội Thái. 4-3. Lại là một quả đứt mốc mũi vợ quá nguy hiểm. Một pha bóng dò gà chống trắng của Lê Văn Liện 5-3. Lê Văn Liện. Lại là một Lê Văn Liện. Điểm cho đội em Thái 6-3. 6-3. Đi ra chủ nhật luôn. À được rồi. Một pha phát bóng. Điểm. Trái bóng đi quỹ đạo khó chịu quá các bạn ơi. Một tiếng đen. 7-3. Tem có nguyên tem chật á, bộ bốn nó thêm sang tới nữa. Một pha phát bóng thật ra lưới. Điểm cho bạn Thảo. Nếu được rồi rồi á. 4-7. Đòn tiền hai tỷ với thêm sang luôn. Tầng này không có phi kiếp luôn. Hả? Phi kiếp đánh luôn rồi. Tem có nói nè. Nó phi kiếp đánh luôn. Không có phi kiếp thì thằng sang lắp đó. Vậy. Giải bình thường là 8-9-10-11. 8-9-10-11 là tại vì anh mới biết là trời cho thạch đen là bữa 47 đó. Tính 47 là cho thạch đen luôn. 8. Ui da. Một quả đông dâu bồ nhà của Việt Cao. Một pha đập bóng dội ngược lại bồ nhà. Điểm. Sáu tám. Trời ơi. Trời ơi. Chỉ có phút mới là rồi kết thúc chương trình thôi. Thấy chưa? Một pha bóng đất 9, 6,
Điện số hiện tại bây giờ là 96 nghìn về cho ca sĩ Hoàng Vũ Bình Dương. Ok. Ca sĩ là ra hát bài đi. Bầu ca sĩ rồi. Ca sĩ rồi đó. Ca sĩ ra hát bài đi. Cái đội này yếu quá, ca sĩ hát bài cho xong đi. Ca đã bóng đất đó. Bảy. Bầu ca sĩ hát bài. Chết. Có micro luôn nè. Bầu ca sĩ Hoàng Vũ. Chết. Cũng má sao anh chửi em rồi. Một ca đập bóng rất tốt. Điểm của đội xa Thái Thái luôn. Cụ má anh làm anh tôi anh chửi thì em muốn hết luôn à. Nó không có. Trời ơi phát cái banh đi nãy giờ hai ba trái nó lạng lạng gì ta. Tao phát banh bì chứ ta. Một ca đập bóng rất tốt. Điểm của đội Thái 11 7. Điện số hiện tại bây giờ là 11-7 ghi về cho team ca sĩ Hoàng Vũ đến từ Bình Dương. Vậy. Tiếng đàn phát bóng kỳ cục quá. Chết luôn. Pha phát bóng lượng lộn bên tay. Điểm cho đội Thanh Thái 12-7. Tiếng đàn là một trong những đối thủ của Team Mexico. Đầy ân oán gì nào chưa biết khi nào hai thằng này gặp lại nhau. Ok. Trời ơi. Để chúc cho chúng ta xem sao là vô một người. Điểm 8 Mexico với tiếng đẹp. Theo như Đại Lâm nhận định về cặp đấu rất hấp dẫn nè. Có hai chỗ rồi. Qua đội bóng rất tốt. Điểm 13 8. Tới vị trí ha. Bên chị. Ở nhà người kìa. Bên chị á. Ai bầu bên chị đâu. Một qua tập bóng hết giờ nó quấn trong nhà cho nhiều mà sao 14 8 ai cũng đá ngoài mà cho nó nó quấn giải sao mày có mấy thằng ăn quá như vậy 14 nó bầu thì mạnh mấy bầu kia thấy cái này. Ôi, ơi, ông lo nói chuyện đi. Ngày luôn á Lâm ơi. Mới cũ kìa. Ngày lắm á. Mới cũ. Điểm. Trước kia tại vườn mai cũng gãy cái cây gì tiếng đàn. Bây giờ tiếng đàn là tiệm điện thoại nữa à. Thằng này nó phái tiệm điện thoại lắm nè. Bởi vườn mai nó quấn cho lòng. Một hai. Bộ bóng rất tốt. Điểm cho đội Thảo 10. Vườn mới. Để né quên chút xíu. Điểm kết thúc xét đấu. Đội Thái Bình Dương thắng với tỷ số 15-10. Rồi anh em nào kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng team của ca sĩ Hoàng Vũ Bình Dương, của tiếng đàn. Tỷ số quá chênh lệch các bạn ơi. 15 mấy à? Thấy mày hỏi mình đứng thấy đâu? Ở mình đẩy thôi. Đẩy vô sợ. Đây. Đang rồi, tỷ số xích bóng vừa rồi 15-10 các bạn ơi. Đây là team của Tây Ninh. Với sự trở lại của Lam Chân Bàn, Trọng Chim, Tứ Ngang và Chiền Hai. Và đội Hà Thanh Lo. Ban tổ chức thông báo. B